Đây là hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào lúc rạng sáng 21 tháng 10 năm 2022 trên đường Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, một ô tô do một người nam cầm lái chạy trên đường Tân Hòa Đông hướng từ đường Phan Anh về đường Đặng Nguyên Cẩn. Gần đến trạm y tế phường 14, chiếc ô tô bất ngờ lao lên vỉa hè, hút văng nhiều máy giặt, tủ lạnh của cửa hàng điện máy rồi mới dừng lại. Tại hiện trường, chiếc ô tô hư hỏng, nhiều vật dụng máy móc nằm ngổn ngang và khung cửa sắt của cửa hàng điện máy bị tông ngã. Tài xế bị thương và được đưa đi bệnh viện. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.